Statement of return earning. Monitor dollar statement of return earning. Nhóm số mặt hàng bị tiếp tục tụt tới để tạo tông cho mỗi nâng form of business hay nâng equity bảo vệ. Trong bộ form business kiếm miền bấy thì mỗi cứ proprietorship rồi có sole trader thì bị cứ partnership thì bấy cứ corporation. Proprietorship này cứ bằng cách làng đại bộ cô tại mình cứ mà chẳng miền đàm mũi chẳng capital structure bảo vệ cứ miền là owner equity đàm mũi gì the like partnership cứ bằng cách làng đại bộ cô chắc bị bị nhạc làng IT general partnership nâng limited partnership chụp bộ capital structure bảo vệ cứ bằng số nữ ownership mùi mùi và thạp bị nhạc cứ capital structure bị bấy nhạc capital structure bấy từ 8 năng từ chúng corporation cứ miền lại cái nào mùi cái đặc sản chi bị cấm form of business cứ miền đặc đặc lại miền chỉ share premium miền share ordinary miền retain earning miền dividend same thing lại cái nào business xem ra corporation thì mỗi cứ influence by corporate law. Corporate law chính cứ bắt cầm hôn corporation tới tại group miền ắt tập hợp từ lời cầm hôn sản chi bị cấm. Tiếp theo using the share system, prapachi propon share, chẳng cam vinh yếu, ô thọ owner, bao màn nè, còn miền share bao màn, ô thọ bao màn pon share, chẳng share nó cứ dùng bọc xài chi phi hôn, chẳng owner bao nè can cap share màn, anh tại để chám tam phi rồi, không cho nó phi rồi phi rồi miền owner bao màn nè hơi chạy share từ tam nè. TP cứ develop by variety of ownership in interest. Nhưng mà thà nè để cho room hôn cứ miền tràn bộ phê cho room hôn tới bằng cách ban được chia corporation. Chứng corporation law corporate law đâm ra mấy cầm hôn corporation cứ trở thừa cả submit lệ khăn tất cả tới ra thà bà đâm bấy phương ca đã xa tốc nơi bỏ ra miền tầng ổn nâng nơi nơi ổn gặp hiếp rồi có phần nghĩa rồi bỏ rốt thả bị bà nhưng phần nghĩa rốt thả bà có trên nơi corporate charter mùi các mạng chân sĩ nó có issue nơi corporate charter hai advantage bỏ corporation cứ trở ban group đòi chụp bắp chi chiến business đó tay tiệt và nên tha corporation cứ miên bắp miên tùm lọp ấy trầm trở cứ cổ rụp từ tam bắp cầm hôn rồi bỏ bà tế mùi share system xâm rạp corporation tì mùi bài tha nơi bê đài ca vị này dốt cứ miên ca lụ chì xe chứ nơi bê đài cầm hôn chạp đà cầm hôn chùm đánh vinh bài tha profit đã chấm nánh người cực khác ở trên phương cá xe nghĩa từ 8 chấm nánh này tòa tùm hôn bỏ vị hồn hai chấm nánh mới tích có chỉ xe từ lớn management tam giả cá bóng nó trở nơi director nhưng mà chắc hệ hôn mùi mùi có cho rùm nông cả cực rộng tam giả cá phương cá bóng nó trở nơi board of director mùi share đấy cứ phải từ lỡ asset liquidation và sân bằng miền ca lũ asset rồi có rừng lia asset chứng chùm này ngay trọc sạc cắm có từ thủ bán phải tám proportionate share rồi bỏ quạt hay chùm này nâng đấy cứ tương chùm mùi nâng proemptive right. Proemptive right này mà này thà và sân bằng to share proportional in variety new issue of share of the same class. Chấm nách mới tiết để tạo tông cho mỗi nâng ở smart state đồng bộ component equity xâm rạp corporation thì mỗi cứ miền share capital thì bí cứ share premium chứ share capital miền bí vì miền chi ordinary share hay nâng share preference
ការ prefer stock ហ្នឹង common stock តែនៅក្នុង standard IF គឺប្រើពាក្យ ordinary share និង preference share មួយទៀតគឺ share premium តម្លៃដែលលើផាហើយ retain earning និងមួយទៀតគឺcumulative other comprehensive income ចឹងត្រូវ include ចូលទៅក្នុង statement of retained earning និងចង់មាន treasury share ការទិញ share ត្រឡប់មកវិញហើយជា controlling interest សម្រាប់បើសិនយើងមានទុនយើងវិនិយោគចេញទៅក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅនេះគឺជា structure share structure ដែល contribute capital នេះគឺមាន2ទី1primary stock សោះទី1គឺការចេញពីបានថាសម្រាប់សោះសម្រាប់ equity គឺមាន2ទី1ការចេញពី contribute capital គឺដើមទុនវិនិយោគឬក៏វិនិយោគដំបូងឬក៏ share របស់ផ្សាយដល់ពេលមួយទៀតគឺបានមកពី retained earning ចឹងពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមមានប្រតិបត្តិការចាប់ផ្ដើមចំណេញចំណាយខ្លះនៃប្រាក់ចំណេញត្រូវបានដករក្សាទុកTreasury share account treasury share នេះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងលក់បោះផ្សាយ share លក់ដើម្បីប្រមូលជា capital ចូល capital អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមលក់ share ទិញ share ចូលមកវិញគេហៅថាជា treasury share ហើយការបោះផ្សាយ share វាអាចជាមានជា par below par value ឬក៏ក្រោម par អញ្ចឹងបើ below par value កើតមាននៅ share premiumនេះគឺជាការសង្ខេបដែលតកតងជាមួយ statement of change in equity ឬក៏ statement of retained earning នៅក្នុង item របស់ balance sheet គឺតកតងមួយ asset គឺមាន non current asset ទាំងមានទាំង tangible មាន investment tangible intangible current asset មាន cash receivable inventory ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមកថា current asset គឺស្មើទៅនឹង asset ស្មើទៅនឹង liability នេះគឺជា libertyមាន non current liability និង current liability មាន equity នេះគឺបង្ហាញដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹង equity structure មាន ordinary share មាន preference share មាន share premium ហើយបន្តមកនេះគឺជា retained earning ជា retained earning គឺចំណុចនេះបើសិនបើក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមបើកដំបូង retained earning គឺ0ប៉ុន្តែបើបើកនេះហើយគឺ retained earning គឺមានbalance កណ្ដឹងគេហៅថាជា beginning retained and earning ក្នុងកំឡុងគ្រាពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជីវកម្មគឺមានប្រាក់ចំណេញឬក៏ខាតអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញឬក៏ខាតក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាប្រឡោះមួយនៃ equity អញ្ចឹង equity វាកើតចេញពីទី1គឺ contribute capital ទី2 retained earning ដែល retained earning គឺកើតចេញពីចំដកចំណែកនៅសល់ពី profit loss ក្រោយយើងធ្វើការដកនៅភាគលាភដកនៅ DV ដកនៅ dividend អញ្ចឹងក្រោយចំណែកដក dividend ខ្លះទៅជាប្រាក់ចំណែករក្សាទុកបើកដំបូងប្រាក់ចំណែករក្សាទុក0ឆ្នាំបន្ទាប់គឺប្រាក់ចំណែករក្សាទុកអាចបូកឬក៏ដកអញ្ចឹងគេហៅថាជា beginning retained earning ប្រាក់ចំណេញខាតក្នុងឆ្នាំបើចំណេញហើយយើងដក dividend សល់ balance ប្រមាណគឺចូលទៅក្នុងគឺ retained earning ឆ្នាំថ្មីហើយយើងស៊ីសងទៀតមកគឺយើងនឹងសិក្សាឃើញនៅ retained earning ថ្មីនេះគឺជាលំហូរដែលតកតងជាមួយនឹង capital assetis my liability book equity អញ្ចឹងយើងញែក equity កាន់តែធំគឺមាន share capital មាន beginning retained earning អញ្ចឹង income.expense យើងនេះគឺចេញពី item income statement dot dividend ចេញមកគឺយើងនឹងឃើញ retained earning ថ្មីក្នុងគ្រាមួយទៀតអញ្ចឹងក្នុង equity មានទី1 share capital beginning retained earning income book expense dot dividend ចេញគេនិយាយឃើញ retained earning ក្នុងគ្រាអញ្ចឹង statement of retained earning គឺផ្ដើមចេញពីហ្នឹងគឺយើងយក beginning retained earning បូកជាមួយនឹង net income ឬក៏ net loss ហើយដក dividend មកអញ្ចឹង statement of retained earning ជាទូទៅមានអីគេ statement of change in equity ទៅមាន share ordinary share premiumretained earning និង cumulative
cumulative balance change be comprehensive in income កត្តាដែលធ្វើឲ្យ effect ដល់ retained earnings សម្រាប់ increase ទី1គឺ net income decrease គឺ net loss dividend នេះគឺជា form នៃ statement of change in equity យើង statement of change in equity នេះគឺដែលមានសំខាន់ទី1គឺ beginning balance អញ្ចឹងយើងត្រូវរក retained earning ឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹង retained earning ក្នុងគ្រាគឺកើតពី retained earning ដើមគ្រាបូកជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញខាតដក dividend មកគឺយើងឃើញនៅ retained earning ក្នុងថ្មី new retained earning ចឹងនេះគឺជា capital beginning បូកជាមួយនឹង retained earning ប៉ុន្តែ other comprehensive income ក៏វា effect ទៅលើ retained earning ដែរថតទៅលើ equity ដែរចឹង equity នៅក្នុងចំណោម3000នេះគឺមានទាំង share premium មាន share capital share premium នៅក្នុងនឹងចឹងបូកជាមួយនឹង retained earning ហើយបូកជាមួយនឹង other comprehensive income យើងនឹងឃើញនៅ equity ថ្មីចឹង equity ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបង្ហាញចំណុចខាងលើចេញពីនេះគឺមានធាតុហ្នឹងគឺមានទាំងអស់មានទី1គឺ share capital ទី2 beginning retained earning ហើយ net income នេះគឺ generate បាន income expense នេះគឺ generate បានជា net income ថ្មីហើយយើងដក dividend មកគឺឃើញនៅ retained earning ថ្មីហើយយើងនឹងឃើញបូកចូលគ្នាទៅយើងនឹងឃើញនៅ share capital